Tiếp theo là phần tin thế giới. Chiều qua, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh. Ông Tập cho biết Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục dành cho Nga sự ủng hộ vững chắc về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của nhau và tăng cường hợp tác song phương. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Nga nên thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực lên một tầm cao mới và nâng cấp hơn nữa mức độ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Trước đó, Thủ tướng Mishustin cũng đã ký các biên bản ghi nhớ với Trung Quốc, bao gồm thỏa thuận tăng cường hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, hiệp định xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc và một hiệp định khác về hợp tác thể thao. Ông Mishustin là quan chức cấp cao nhất của Nga tới thăm Trung Quốc kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga với kim ngạch thương mại hai nước đạt mức kỷ lục 190 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Hai bên nhiều lần khẳng định mối quan hệ tốt đẹp không giới hạn, bất chấp sức ép từ phương Tây.